kiện lì xì bên bánh trưng xanh. Vâng, hát chèo, đơn ca tài tử. Và bây giờ quý vị đang được thưởng thức khúc bài Sẩm Tết Đoàn Viên. Dịp Tết là ngày để mỗi người dù bận đến mấy cũng quay về cội nguồn tổ tiên, nhớ về những ký ức êm đềm và văn hóa truyền thống vốn là gốc rễ trong hành trang ứng xử của mỗi người. Và tháng riêng thì cũng là dịp của những ngày hội làng. Bởi thế cứ mỗi độ Tết đến xuân về, những câu dân ca lại được vang lên nhiều hơn. Du khách về Bắc Ninh mỗi độ tháng riêng thì hẳn sẽ không quên hình ảnh những liền anh áo the, khăn xếp, liền chị áo mó ba mớ bảy, nón quay thao, hay điệu ví dặm ngày xuân của Hà Tĩnh và còn rất nhiều những bài dân ca của các dân tộc từ vùng núi Tây Bắc đến miệt vườn Cà Mau. Những giai điệu dân ca vẫn có sức sống bền bỉ trong đời sống của người dân Việt Nam. Mỗi làng quê, thôn bản thì vẫn có những người đau đáu với việc gìn giữ các giai điệu dân tộc của cha ông. Vâng, trong kho tàng nghệ thuật nước ta, dân ca, dân vũ là loại hình diễn xướng dân gian và gắn liền với đời sống tinh thần của mỗi dân tộc. Loại hình này được hình thành trong đời sống lao động, tình cảm, tín ngưỡng tôn giáo và cả các sinh hoạt cộng đồng. Điều thú vị là mỗi khu vực, vùng miền thì lại mang bản sắc văn hóa độc đáo, riêng biệt. Theo dòng chảy của thời gian cùng sự sáng tạo, tài hoa của các nghệ nhân dân gian, các làn điệu dân ca, dân vũ thì đã góp phần làm phong phú thêm nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Có thời điểm âm nhạc truyền thống bị lấn át bởi nhiều dòng nhạc khác. Vì vậy, đặt ra vấn đề cần có giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa này. Bằng những người trẻ đang là nhân tố quan trọng trong việc lan tỏa văn hóa dân tộc đến với giới trẻ. Bởi với người trẻ thì họ vẫn cảm thấy nghệ thuật âm nhạc dân tộc có gì đó chưa thực sự hấp dẫn và đôi lúc khó cảm thụ. Vì thế không dễ để nhạc dân tộc chinh phục được khán giả trẻ. Điều vui là ngày càng có nhiều người trẻ họ quan tâm và tìm cách đem lại sức sống mới cho âm nhạc dân tộc. Để nghệ thuật truyền thống không bị quên lãng, nhiều nghệ sĩ cũng như các bạn trẻ thì đang chung tay triển khai những dự án trên nền tảng số, góp phần tạo sức hấp dẫn cho văn hóa xưa, hoặc là thông qua nghệ thuật đương đại và âm nhạc thể nghiệm với cách tiếp cận hấp dẫn, sinh động hơn cho âm nhạc dân tộc. Đời sống vận động, nghệ thuật cũng vận động theo. Một bộ phận giới trẻ ngày nay đã thực sự ý thức được sứ mệnh trong việc tiếp tục bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị tinh hoa của âm nhạc truyền thống. Dưới cách tiếp cận của một thế hệ trẻ đầy tâm huyết thì âm nhạc truyền thống không chỉ sống lại với đầy đủ tinh hoa vốn có mà chẳng hề cũ kỹ theo thời gian. Tuy nhiên, dù là người trẻ hay là bất kỳ ai thì cũng cần phân định rõ ranh giới giữa việc bảo tồn cổ truyền và sáng tạo cái mới để không làm mất đi những giá trị văn hóa gốc, cốt lõi của di sản. Để tình yêu âm nhạc truyền thống được lan tỏa và để những thanh âm còn vang mãi ngàn năm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Góc nhìn văn hóa ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Bữa tiệc. Kính chào quý vị khán giả, đây là Góc nhìn văn hóa. Tết Nguyên đán đang đến gần, đây là quãng thời gian mà mỗi người kín lịch tổng kết liên hoan tất niên với đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm. Những chai rượu, chai bia liên tục khui ra, những câu 1, 2, 3, rô lại vang khắp các bàn nhậu cuộc liên hoan. Vì vui, vì cả nể, vì cả năm mới có một lần tất niên và nhiều khi là do bị ép, nhiều người lại phải hát điệp khúc. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. Nhiều khi họ không quan tâm tới những lý do mà người khác đưa ra, phải kiêng rượu vì đang uống thuốc, tửu lượng kém, không biết uống. Nhiều khi bụng rỗng, chưa ăn gì vẫn phải chào mâm bằng đôi ba chén rượu, một điều phản khoa học và ảnh hưởng tới sức khỏe. Không phải ai cũng thích uống rượu và không phải ai cũng uống được nhiều rượu. Về hành vi ép buộc người khác uống rượu bia, từ năm 2020, chính phủ đã có Nghị định 117 quy định về việc xử phạt hành vi này. Trong đó nêu rõ sẽ xử phạt 1 đến 3 triệu đồng với hành vi ép buộc người khác uống rượu bia. Tuy nhiên, thực tế việc tố giác bạn nhậu hoặc là người gián tiếp đẩy mình vào tình huống phải uống rượu là khó xảy ra. Vì ái ngại và cũng vì lấy đâu ra bằng chứng mà tố cáo. Nhiều chuyên gia nhận định, nghị định này đưa ra không nhằm mục đích phạt, mà mục đích là để thay đổi nhận thức, để người ép rượu biết rằng đây là hành vi sai. Ngày Tết thì đến mỗi nhà chúc nhau dăm ba chén cũng có đủ hơi men trong người. Liệu trong số đó ai sẽ gọi taxi hay là nhờ người khác chở? Một chút tặc lưỡi, chắc chẳng sao đâu, uống ít mà, có thể gây ra những ẩn họa khôn lường. Vấn nạn ma men sau tay lái ngày càng nóng vào dịp cuối năm,
Rất nhiều trường hợp say xỉn khi lái xe đã phải chịu những mức xử phạt tương ứng, thậm chí không ít người phải trả giá bằng chính cuộc đời của người vi phạm, bằng mạng sống của những nạn nhân. Nỗi ám ảnh, hối hận đeo đuổi họ suốt cả cuộc đời. Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia trên người. Cụ thể là khoảng 170 lít bia một người một năm. Lực lượng chức năng đã ra quân tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhưng sẽ rất khó nếu người dân vẫn không ý thức được sự nguy hiểm của rượu bia. Năm hết Tết đến, để mỗi cuộc vui được trọn vẹn, thì ép dầu, ép mỡ, đừng nỡ ép rượu. Đặc biệt là mỗi người khi mà ra đường càng phải ghi nhớ khẩu hiệu đơn giản: đã uống rượu bia thì không lái xe. Bởi sau tay lái không chỉ là sự an toàn của chính chúng ta, mà còn là sự bình yên của rất nhiều người khác. Chúc quý vị khán giả của Góc Nhìn Văn Hóa một cái Tết an toàn, đầm ấm, yên vui. Xin khép lại chương trình ngày hôm nay với bài hát Đừng ép tôi uống rượu, một sáng tác của nhóm nhạc trẻ Dallas. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.